xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả các bạn đọc sách trên mọi miền Tổ quốc yêu dấu. Mình tên là Trần Minh Trang, học sinh lớp 4A1, trường tiểu học thị trấn Phúc Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Các bạn có thích đọc sách không? Các bạn đã đọc được bao nhiêu cuốn sách? Đó là câu hỏi mình muốn gửi đến các bạn. Còn mình rất thích đọc sách. Sách là kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại, là món ăn tinh thần mang lại sự thoải mái, sự tự tin cho mỗi chúng ta. Những cuốn sách thú vị và bổ ích giống như những người bạn tốt, đặc biệt đối với những ai yêu thích việc đọc sách. Hôm nay, mình muốn giới thiệu đến các bạn cuốn sách yêu quý của mình với tên gọi Cảm ơn người lớn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2018. Cuốn sách không dài lắm, nó chỉ có 264 trang, cuốn sách hình chữ nhật với chiều dài khoảng 20cm và chiều rộng 13cm. Bìa sách nổi bật với màu vàng chanh xinh xắn và đầy ấn tượng. Phía trên cùng bìa sách là dòng chữ Nguyễn Nhật Ánh và lời đề từ đầy thú vị. Lật từng trang sách, chúng ta sẽ bị lôi cuốn bởi những câu chuyện lý thú và hấp dẫn. Cuốn sách được chia làm 19 chương, mỗi chương là một mẩu truyện, các mẩu truyện gắn kết với nhau xoay quanh các nhân vật Cu Mùi, Hải Cò, Tí Sún, Tùn, mở ra một thế giới tuổi thơ, thôi thúc người đọc bước vào trong khám phá. Những câu chuyện mở ra cả một chân trời ký ức tuổi thơ, một điều vốn rất đỗi thân quen với mỗi chúng ta. Trong những câu chuyện, ngoài sự ngộ nghĩ của thế giới tuổi thơ, ta còn cảm nhận được sâu sắc tình yêu thương, lòng nhân ái, sự bao dung của tình bạn, tình làng, nghĩa xóm, tình thân trong gia đình. Ngay từ lần đầu đọc cuốn sách Cảm ơn người lớn, em rất thích thú, thầm cảm ơn tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã cho em một cuốn sách tròn vẹn ý nghĩa đến như vậy. Em đã đọc hết cuốn sách, trang sách nào cũng khiến em cảm động được tình bạn chân thành. Em xin phép chia sẻ đoạn đầu của chương 14, Tình bạn muôn năm. Hiệp còi tròn xoe mắt khi bọn tôi dúi gói tiền vào tay nó. Cái gì vậy? Tiền tặng mày đó. Tự nhiên lại đem tiền tặng tao, tụi mày không hả? Không gì, tặng cho mày để dành. Mai một, mày sẽ có đủ tiền đi học. Hiệp còi có vẻ cảm động. Nó quý nhìn gói giấy trên tay. Bao nhiêu trong này vậy? 30 đồng. Nhiều vậy? Nhiều gì? Đã đủ cho mày đi học đâu. Mày giữ đi, mai mốt có tiền tụi tao sẽ tặng thêm. Hiệp còi nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng. Sao tụi mày tốt với tao như vậy? Con Tí Sún nhe răng cười. Tụi mình tốt với tất cả mọi người mà. Cách đây vài chục trang, tôi còn nói trẻ con chỉ cần đủ tiền để mua bánh kẹo, cà rem, si rô, ổi, xoài, nói chung những thứ có thể đem chặt dài dài. Khi kể tới chuyện thằng Hải Cò, tôi chợt nhớ ra trẻ con cũng cần tiền để giúp đỡ người khác. Để giúp đỡ người khác, chỉ lòng tốt xuống thì không đủ. Đứng trước một người thiếu ăn, nếu bạn chỉ ôm vai cò ăn ủi mà không tặng cho họ một ổ bánh mì, thì câu nói chân thành của bạn chỉ có thể làm họ ấm lòng trong giây lát. Nhưng suốt đêm hôm đó, họ vẫn không thể ngủ được vì đói. Nói chung, lòng tốt cần được cụ thể hóa bằng những giúp đỡ vật chất. Nếu không, nó sẽ rơi vào chỗ bất lực. Có tiền, chúng ta sẽ có cơ hội làm người tốt nhiều hơn là không có tiền. Kết luận đó có vẻ khó nghe, nhưng sự thật là như vậy. Thật ra, điều cốt lõi không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở thái độ của chúng ta đối với đồng tiền và cách sử dụng nó. Cuốn sách không kén người đọc, dành cho mọi lứa tuổi, sách dành cho mọi ngành nghề, từ trẻ em cho đến những bậc làm cha làm mẹ. Mỗi độ tuổi sẽ có cảm nhận khác nhau khi đọc cuốn sách. Đọc sách rất quan trọng và cần thiết, và kho sách của nhân loại là vô cùng vô tận, nên chúng ta không thể nào đọc hết được. Vì vậy, hãy biết cách chọn những cuốn sách hay và phù hợp nhất với bạn. Đọc sách, phải biến nó thành hành động, tư tưởng của mình, đó mới là văn hóa đọc thực sự. Bạn, tôi, chúng ta phải lan tỏa tình yêu thương,
sự đoàn kết sẽ chia ở tất cả mọi nơi, bạn nhé. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước ta đang chống dịch Covid-19, thì tinh thần ấy càng phải trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sách là kho báu vô tận để chúng ta nhìn thấy cả thế giới. Mỗi ngày đọc một ít, tích lũy đều đặn, bạn sẽ khám phá ra được rất nhiều điều thú vị và bổ ích. Đó là con đường đơn giản nhất để đi đến thành công. Sách hiện tại đang có tại thư viện trường tiểu học thị trấn Phú Châu. Xin mời các quý phụ huynh cùng các bạn đến tìm đọc nhé. Xin tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn trong lần giới thiệu sách tiếp theo.